Hello anh em nhé, chào mừng em trở lại kênh của mình, Phụ Tùng Tây Nhật Đức, Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức. Hôm nay là một ngày cuối năm. Thì trong thời gian vừa qua, bắt đầu từ đợt mà Kia K250 xuất hiện, K200, K100, rồi là Hyundai Porter 150 trên thị trường xuất hiện, và QKR270 trên thị trường xuất hiện, rồi một số dòng xe khác. Thì như các bạn đã biết, đây là cái gương cầu. Thì muốn lắp được một cái gương cầu đẹp và chuẩn mà không bị lung lay cũng như là chắc chắn, thì chúng ta phải có một cái đặc biệt quan trọng nhất trong tất cả từ trước đến nay mà mình thường làm cho tất cả mọi người, và mình cũng đã chia sẻ được cái video của mình rất là nhiều cho anh em trên cộng đồng cả nước biết đến, để chúng ta có một cái tay gương cầu lắp vào xe chắc chắn và đẹp như zin. Đó, đẹp như zin các bạn ạ, vì toàn bộ xe thị trường Việt Nam đang bị cắt bớt một cái gương cầu này. Thì hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn, hôm nay thì mình đã bày ở đây ra tất cả các loại gương, từ gương xịn, gương cầu, rồi cũng như là gương Hàn Quốc, để cho các bạn xem. Và cái chung của một cái điểm gương đó là chúng ta vẫn phải làm làm sao, vẫn phải cắt một số cái số thứ đi để cho cái gương đẹp nhất thị trường. Đầu tiên thì mình sẽ tiến đến cái gương là thị trường Việt Nam mình đang dùng nhiều nhất, đó chính là cái chiếc gương đen cầu đen Hàn Quốc xịn. Mình nói là từ Hàn Quốc xịn ở đây là nó là sản xuất tại Hàn Quốc và xuất sang toàn bộ thị trường Việt Nam, để anh em bắt vào toàn bộ dòng xe đó chứ không phải của Trung Quốc. Đây thương hiệu của nó đây các bạn nhá, thương hiệu của nó đây, hộp của xe đóng gói như này. Đấy, thương hiệu nó đây, và một cái gương thì nó sẽ bao gồm đi kèm theo một cái miếng gioăng đen, gioăng cao su cứng bằng màu đen để chứng minh in Korea đàng hoàng luôn. Đó, cộng với thứ hai là khi các bạn mở cái gương này ra thì chúng ta bình thường anh em mua về nhà chúng ta bắn vào xe, hoặc bắn đinh rút hoặc là bắn đinh vít thì vẫn phải dùng keo silicone A500, đấy là cố định rồi. Thì hôm nay thì muốn một cái gương đẹp thì nó có một cái chi tiết cực kỳ là quan trọng. Đây hôm nay thì mình là có một cái thùng gương trước mặt nhà mình đây, và tất cả những cái gương nhà mình khi nhà mình làm ra bắt cho anh em thì mình đều làm theo cái công đoạn này, thì để được mấy gương lên xe đẹp nhất, chứ không phải đơn giản là cứ gọi cứ mua về là bắt vào đâu. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn xem, các bạn biết nhá, đây là cái gương xịn. Còn đây mình trước kia mình nói đây cái vấn đề quan trọng nhất của cái gương để cho đẹp nhất và chuẩn nhất theo xe, thì mình đã quay tiếp cái gương thứ hai là gương đây là gương xịn. Gương này cũng là màu đen nhưng mà đây là gương xịn chính hãng của nhà máy Hyundai Kia sản xuất ra để lắp cho toàn bộ dòng xe, hai dòng xe đó, Kia K50 rồi K165, đầu K50. K200 rồi là Porter 150, rồi cộng với hai là Hyundai Kia QKR. Con này là con gương đen nguyên bản xịn Hàn Quốc, hàng chính hãng, nó sẽ có biểu tượng logo ở đây. Các bạn thấy không, logo ở đây và mặt kính của nó đây. Đó các bạn nha, chân của nó thì là bằng chân nhựa, các bạn nha, chân nó bằng chân nhựa. Nhưng đó chân nhựa các bạn này, đó chân nhựa nhá. Đây toàn cảnh đây, hộp của nó đây. Mua vít đây các bạn. Ok cho các bạn. Đó, và chúng ta muốn bắt được một cái tay gương cầu đẹp chuẩn chỉ như cái video mình để ở trong cái góc màn hình đây, thì các bạn biết là chúng ta sẽ phải làm bài toán này. Đây các bạn nhá, mình hôm nay mình sẽ cầm cho các bạn xem một cái gương, đó là gương Hàn Quốc mà mình đã lắp bao nhiêu năm nay. Mình chia sẻ cho các bạn, bình thường các bạn khi các bạn mở cái gương xịn ra, cái gương Hàn Quốc ra nó sẽ như này. Các bạn nhìn vào hai cái vấu này của nó này, các bạn nhìn không, và các bạn sẽ nhìn nghiêng như thế này, các bạn sẽ thấy cái bề mặt của nó sẽ kém bị cao hơn cái bề mặt cong. Thì khi các bạn lắp vào cái trụ cabin ấy, thì nó sẽ làm theo hình bầu. Thì khi các bạn đặt vào như thế này thì bản thân cái này sẽ bị nhô lên, hai cái ốc này là nó nhô lên như này là, thì nó sẽ bị chạm vào gồ lên và bắt không bao giờ được khít khịt luôn. Thì bắt buộc tất cả các loại tay gương, hai loại tay gương đen này, thì chúng ta đều phải có một cái bài toán, đó chính là đây các bạn phải mài đi như này. Đó, đây là mỗi một lần một cái gương về nhặt người làm gà người mình thì mình đã phải mất vào đấy mất 30.000 để mình ra thợ phay, người ta phay đẹp đúng như này luôn. Chứ bình thường mình mà cầm máy may ở nhà các bạn cũng được thôi, nhưng mà nó không đẹp, và thứ hai là nó không sâu nhảy được. Các bạn nhìn thấy không, đây là người ta cầm máy tiện, người ta tiện đúng như này luôn. Đấy các bạn thấy không, mình mất 30.000 một cái gương, mình vào mình tiện đúng như này. Đó, còn mình bạn nào chỗ nào rẻ hơn, chỗ nào rẻ hơn thì mình không biết, nhưng hiện tại mình làm Hà Nội là người ta tính 30.000 một cái như thế này. Đây các bạn nhá, đó các bạn thấy không, mình tiện này, các bạn nhìn này, đó các bạn nhìn thấy không, nhìn nghiêng này, nó không hề bị chạm hai ốc lên. Thì khi các bạn bắt vào toàn bộ cái mặt của cái chân gương này, nó tì được vào cái hình cong của cái trụ cabin, thì là nó sẽ giữ rất là chắc và đảm bảo các bạn zin 100% luôn. Dùng thứ nhất là các bạn cầm có thể cầm dài vẫn còn lung lay cả cabin luôn, nhưng nếu các bạn mặc vấn đề như thế này mà anh em bắn vào thì đảm bảo, các bạn nhìn thấy không, mình để nghiêng này, đó nghiêng đúng nhá, nó sẽ chạm thì hai cái chân trụ ấy lên, nó sẽ không bao giờ chặt được. Đó anh em lưu ý cho mình, một là các bạn có thể, đấy các bạn có thể qua cái tiện phay các bạn tiện, và các bạn có máy mài nhà các bạn mài hai cái trụ đi, các bạn mài cụt đi làm sao khi các bạn nhìn nghiêng nhà này, các bạn này, các bạn nhìn nghiêng nhà này thì nó sẽ phải làm trong cái phía chân cong như này,
thì nó mới chuẩn các bạn nhé. Đấy các bạn thấy không? Còn đây, đây là gương xịn chính hãng này các bạn này. Đây là gương xịn chính hãng, nó vẫn phải mài đi các bạn nhá, vẫn phải mài các bạn nhìn này. Đây các bạn nhìn này. Đó các bạn thấy không? Nó vẫn bị cong lên các bạn nhìn thấy không? Nó vẫn bị lồi hai cái chân ốc lên. Các bạn vẫn phải mài cái này đi thì nó mới đẹp được. Còn nếu các bạn cứ bắt tinh tiết này vào, kể cả xịn nó vẫn phải bị gập kênh, nó không ăn liền. Nhưng mà chỉ có duy nhất một cái con này, cái con gương mạng chrome này, còn cái xịn này thì cái cao su nó làm rất là dày. Thì các bạn nhìn này, nó không hề có một độ tí cong nào của chân đấy tòi lên. Thì cái này thì không phải mài, cái này các bạn bắn thẳng trực tiếp vào thôi, hoặc bắn đi rút hoặc bắn đi gen tùy các bạn. Đấy các bạn nhá, con này đó mình quay cho các bạn xem để được các bạn là con này không được chế. Nhưng riêng con Hàn Quốc xịn này, con hàng Made in Korea này các bạn này, thì các bạn phải làm như này nó mới đẹp. Đó các bạn thấy không? Phải làm như này nó mới đẹp. Đấy các bạn thấy không? Mình mài đi các bạn này, 10 con cả 10 con mình mài hết. Nhà mình là khi bắt đầu mình nhập gương về mình đổ ra hết, mình đổ ra hết. Và mình sẽ mài đi như này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Các bạn mài đi như này. Đó, các bạn mài đi như này. Đấy các bạn mài đi như này thì các bạn mới có thể đẹp được. Còn nếu các bạn mà cứ để nguyên như này các bạn bắn vào thì đảm bảo các bạn là các bạn sẽ bị gồ lên. Đấy các bạn nhá, các bạn để nguyên như này các bạn bắn này, đảm bảo các bạn sẽ bị gồ lên. Các bạn làm kiểu gì nó vẫn bị gồ lên, các bạn nhìn này, nó gồ cao như thế này thì làm sao mà nó có thể ôm vào cái hình cong của các bạn được, đúng không? Làm sao mà nó không đẹp được. Đấy thì hôm nay thì qua cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn cái kinh nghiệm để các bạn có thể ở nhà, hoặc là các bạn qua mình bắn cho các bạn thì tùy. Thì anh em có thể ở nhà và anh em chia sẻ cái kinh nghiệm này cho mọi người. Nếu mọi người thấy hữu ích thì mọi người chia sẻ cái livestream cái video này của mình để cho mọi người có thể cùng nhau lắp cái tay gương cầu cho nó xịn và đẹp nhất theo xe. Đó còn mình thật các bạn là mình không giấu bài, mình không giấu bài. Mình học được cái gì thì mình chia sẻ với mọi người thôi. Đây cũng là một người anh đến cho mình lắp và anh ấy chia sẻ với mình bảo em phải làm như này thì nó mới cho nét được. Thì mình cũng học theo cái kinh nghiệm anh ấy và mình đã chia sẻ cho mọi người. Đó thì các bạn thấy không đây. Đấy các bạn nhá, các bạn nhớ mài đi nhá. Để mài đi, sau khi mài xong thì chúng ta sẽ bắt cái này vào đây thôi. Và chúng ta úp lại cái răng đen vào đây này các bạn này. Chúng ta cho lại cái răng đen vào đây. Thì các bạn nhìn này, nó sẽ vừa khít một khít này, các bạn nhìn này. Nó không hề lồi lên một tí nào luôn các bạn nhé. Đây tôi đặt nó cho bạn xem. Đây, mình đặt cái răng vào đây cho bạn xem nhá. Đây các bạn nhìn thấy không? Đó, mặt của nó phải như thế này, ôm vào nó mới chuẩn. Và các bạn cầm lung lay cả cái cabin luôn. Đấy các bạn, còn các bạn nhìn này. Bây giờ mình đặt cái miếng răng này vào một cái chưa mài các bạn nhìn này. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ lồi lên. Đấy các bạn không? Đây là mình chưa bắn nhá, đây là mình chưa ép nó vào. Đây mình chưa ép nó vào, còn khi mình ép cái răng vào xuống ấy thì nó sẽ bị lồi cái mặt lên rất là nhiều. Đây các bạn nhìn này. Đây, khi mình ép cái răng vào xuống, đây các bạn nhìn này. Đây nha các bạn nhá. Đây các bạn nhìn thấy không? Khi mình ép vào xuống cái mặt này nó sẽ lồi lên này. Mặt đông nó sẽ lồi lên. Cái mặt đông này sẽ lồi lên rất là nhiều luôn. Đấy. Đó các bạn thấy không? Thế nên thành ra là các bạn nhớ là các bạn phải mài cái thân ốc đi, tất cả đều là mình cho các bạn nhá. Là trước ở đây tất cả anh em qua nhà mình lắp là mình toàn mài hết cho mọi người sẵn rồi, mình cứ thế mình bắn vào thôi. Thế nên thành ra là không anh em nào, có trừ anh em nào mà cách đây tầm khoảng một năm đổ về trước ấy, thì là có những cái mà mình không mài, có những cái mình mài. Vì có những cái không mài thì mình thấy cảm tưởng nó có cân rồi, còn có những cái mình mài đi vì nó cao quá. Đó thì tại sao anh em mình gửi cho anh em là có thể là một số anh em cầm vào cái gương mà tại sao em mài cái anh thấy cái bên ốc của dưới chân nó bị xước xác như này và nó ra màu trắng. Đây là cái này mình mài đi nhá, để cho nó đẹp, để các bạn bắt nó khít hơn. Đó thì chúc các bạn làm ở nhà thành công. Còn các bạn khi các bạn làm xong bắn đinh rút hoặc là bắn đinh ốc thì chúng ta vẫn phải dùng keo silicone 500 các bạn nhá, để chúng ta bôi vào lớp vào đấy để cho nó chắc, và thứ hai là nó không bị nước vào trong cái lỗ mà các bạn đã bắn. Rồi, chúc các bạn thành công nhá, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Đây các bạn vào đúng phụ tùng đây đứng của mình nhá. Đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người nhớ ủng hộ mình nhé, theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038, các bạn nhớ vào đây này. Đó, các phụ tùng của tôi đấy các bạn nhé, phụ tùng Nhật Đức. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người video sau.